Lam Diễm đột kích tập 18. Diệp Băng, tôi thấy vụ này cũng chưa xong ngay được đâu. Cứ tan ca đi đã. Cô cứ về trước đi, cứ kệ tôi. Trời tối thế này rồi, tôi đói rồi, chắc cô cũng đói rồi nhỉ. Hay là mình đi ăn gì đó đi. Đi ăn thì thôi đi, mình cũng chẳng thân quen gì. Không cần đâu. Tôi bên cạnh vụ án này còn muốn nói chuyện với cô về Lý Khê Thành. Lý Khê Thành thì có gì để nói. Đi thôi, tôi đi lấy xe. Buồn ngủ rồi phải không? Nếu buồn ngủ thì ngủ một tí đi. Tôi không buồn ngủ, chỉ thấy cô cứ lòng vòng thế này vô nghĩa lắm. Vậy chúng ta không vòng vo nữa, chúng ta nói chuyện về đối phương đi. Có cần thiết không? Tôi không có hứng thú tìm hiểu cô. Hồi tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh tâm lý học năm 24 tuổi, tôi thực sự nghĩ tâm lý học có thể giúp tôi phân tích rõ từng người, nên tôi đã làm vẻ khôn ngoan cho một đàn anh có vẻ rất tốt với tôi làm chồng mình. Cô kết hôn rồi sao? Không chỉ có kết hôn. Sau khi kết hôn, người đàn ông đó nát rượu, cờ bạc, còn có khuynh hướng bạo lực. Tôi ly hôn rồi. Cho nên Diệp Băng, cô có hiểu không? Tôi và cô đang ở hai giai đoạn cuộc đời hoàn toàn khác. Tôi xin lỗi. Chẳng có gì phải xin lỗi đâu. Tôi nói với cô những điều này chỉ là mong cô đừng lặp lại sai lầm giống tôi. Nhưng bây giờ cũng tốt. Trải qua chuyện như vậy, tôi cũng xem như có được tài sản quý giá nhất cuộc đời. Tiểu Dương, nào. Mẹ. Cặp sách đi nữa. Cảm ơn cô Dương. À, không có gì, tôi đi trước đi. Bye bye, cảm ơn. Con chào cô đi. Tiểu Dương, đây là bạn của mẹ. Con chào đi. Cháu chào cô. Chào cháu. Phải gọi là chị. Không sao. Mẹ ơi, chị gái này xinh quá. Mình cùng về đi. Phim được thuyết minh bởi tv2.org. Sao? Có chuyện gì nghĩ không thông à? Đừng đoán mò. Cái máy chạy này là của nhà cậu hả? Người khác không được dùng sao? Những lúc anh có tâm sự không bao giờ giấu được tôi. Nếu anh muốn tập thêm thì đã ra sân tập mấy bài tổng hợp rồi. Chỉ vào những lúc anh có tâm sự thì mới đến phòng gym chạy máy. Cậu cũng để ý ra phết đấy. Vẫn là vụ án của tập đoàn Hạ Thị. Tôi luôn cảm thấy vụ này có ổn chức. Thêm nữa là Diệt Băng phát hiện ra manh mối có người phóng quả. Tôi là cảm thấy vụ này rất đáng nghi. Tôi thấy hơi lo. Anh đang lo nếu có người phóng quả thì có thể sẽ giả lây đến Trân Trân và gia đình cô ấy. Đến lúc đó anh không biết phải làm gì có đúng không? Vậy nếu là cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì không quan trọng, nhưng tôi dám chắc chắn anh nhất định sẽ đúng quy tắc mà làm. Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như thế? Bởi vì tôi hiểu rất rõ bộ trang phục này quá quan trọng với anh. Diệt Băng, hôm trước tôi bơi thuốc cho Khê Thành,
là vì anh ấy vì tôi nên mới bị thương. Chồng cũ của tôi vừa nát rượu vừa mê cờ bạc, nhưng vì Tiểu Dương mà anh ta luôn tìm cơ hội đến tìm tôi đòi tiền. Có một lần Lý Khê Thành tìm tôi tham vấn tâm lý, tình cờ bắt gặp chồng cũ tôi, hoàn cảnh cấp bách anh ấy mới ra tay giúp đỡ. Quá ra là vậy. Cô biết không, hôm đó anh ấy tìm tôi tham vấn là tham vấn về cô đó. Tôi thì có gì phải tham vấn. Tôi nói với cô mấy chuyện này là để cho cô biết, gặp được một người con trai tinh tế tốt với cô như vậy không dễ gì đâu. Lý Khê Thành thật lòng tốt với cô, toàn tâm toàn ý đó. Cô đừng vì vậy chuyện hiểu lầm mà bỏ lỡ anh ấy. Alo. Alo. Tôi tìm Hạ Học Minh. Anh là ai? Tôi là con gái mới. Có chuyện gì cứ nói với tôi sẽ nhắn lại. Cô không cần biết tôi là ai đâu. Chuyển lời bố cô, vụ này chưa xong đâu, cũng không xong được. Anh có phải người phóng hỏa không vậy? Rốt cuộc muốn làm gì đây? Tôi cho cô biết, lát nữa khu công nghiệp sẽ có một trận cháy lớn. Bảo lão ta chờ mà lục xác đi. Anh đừng manh động, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Cô không phải tỏ vẻ khôn ngoan, không cần ghi số điện thoại ghi âm giọng nói tôi đâu. Đây là điện thoại công cộng, cô ghi cũng vô ích thôi. Chưa hết, tôi không hề có ý định bỏ chạy. Tôi với gia đình cô phải chết chung. Alo, anh đừng manh động mà. Alo. 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 Chị Trân Trân gọi nè. Chị Trân Trân có nghe không? Trân Trân, Trân Trân, người ta gọi đến là vì chuyện yêu đương. Cậu đi bắt máy, ăn bánh canh tô làm gì chứ? Người ta gọi đến nói chuyện yêu đương thì các cát nghe cũng được mà. Ăn tí bánh gà tô cho có kinh nghiệm. Tôi không có ý đó, tôi chỉ định nói với Trân Trân một tiếng. Tiểu đội chuẩn dịp vẫn chưa tắm xong. Phùng Triết, cậu đừng có nghe họ nói nhảm. Cậu muốn nghe thì cứ nghe đi. Vậy cậu nghe đi. Trong hội mình cậu thân với Trân Trân nhất, cậu nghe đi. Nghe đi. Nghe, nghe lẽ đi. Thôi đi, bắt máy đi mà. Bắt máy đi. Chúng ta quay lại vụ án này. Tâm lý học chung quy cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể dùng làm chứng cứ trực tiếp. Nhưng tôi cứ có dự cảm tên tội phạm phóng hỏa này có liên quan trực tiếp đến Hạ Học Minh. Nếu như không có quan hệ gì đó, cô nghĩ xem đi. Doanh nghiệp bình thường gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ chủ động liên hệ công an, phòng cháy chữa cháy, chứ sẽ không như là bọn họ trước sau luôn dùng thái độ tiêu cực để xử lý. Phải, mấu chốt của vụ lần này nằm ở Hạ Học Minh. Giờ hai cái chiếc xe, vậy tôi đi trước đi. Cô cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, mau về có một giấc đi. Được, tôi đi nha. Bác Tài có đi không ạ? Có, cô vào đi. Anh chờ tôi chút nha, tôi nghe máy một chút. Vâng. Trên trên sao thế? Dì Băng, hình như là nhà em gặp rắc rối rồi. Em vừa nhận được một cuộc gọi, hình như là người phóng hỏa lần trước gọi đó. Hắn nói sẽ đốt khu ký túc nhân viên của tập đoàn nhà em, còn đòi chết chung với nhà của em gì đó nữa. Em phải làm sao đây? Em đừng cuốn, đừng cuốn. Em đang ở đâu? Em vẫn đang ở nhà. Em cứ trong nhà đi, bảo vệ mình cẩn thận, khóa chặt hết các cửa, có được không? Em biết rồi, chị có liên lạc được với cái gỗ không vậy? Em vừa gọi cho anh ấy nhiều cuộc lắm mà anh ấy không nghe. Chắc anh ấy đang làm việc rồi.
Vậy nha, giờ chị sẽ gọi tập đoàn Hạ Thị xem thử. Vâng, được rồi. Alo, sếp nhỏ. Anh có đang ở trạm không? Có. Nghe tôi nói, tập đoàn Hạ Thị có chuyện khẩn cấp, rất có thể sẽ xảy ra vụ phong quả thứ hai. Anh báo lại với trạm đi. Được, cô đang ở đâu vậy? Tôi đang trên đường đến tập đoàn Hạ Thị. Anh chờ một chút. Chạy mau, chạy đi, nhanh. Chạy mau, đi nhanh lên đi, nhanh. Đi. Chạy đi nhanh lên. Đừng nhìn nữa, nhanh lên. Đứng dậy nhanh lên, đi. Lửa lan tới rồi, nhanh lên đi. Nhanh lên, bên này. Cứu thế giới, hình như tòa nhà sắp sập rồi. Cứu thế giới. Cứu tôi. Nào, cẩn thận một chút, cẩn thận. Đi áp sát từ từ đi. Theo sát, đi đi. Lối này. Ôi chân tôi. Chân của tôi. Đừng dừng lại, đi mau đi. Lối này có lửa. Đứng lên đi, đi lên, đứng lên. Trên đó còn có ai không? Có, trên đó chỉ còn người. Chú ý an toàn đấy, cứ thấp người xuống. Lửa cháy rất mạnh, hiện đang lan rộng. Rõ, chúng tôi đang trên đường tới đây. Sắp tới hiện trường rồi. Giờ thông báo tình hình đi. Người dân gần đó phản ánh, trong khu công nhân viên chức có rất nhiều nhà lập tôn. Ngoài dập lửa ra, nhiệm vụ quan trọng là phải tích cực cứu người. Rõ. Phía công an cũng đã bắt đầu hành động. Chúng ta phối hợp hai bên. Nếu phát hiện người tình nghi, liên hệ ngay với phía Hà Nhiên tiến hành bắt giữ. Rõ. Có ai không? Có ai không? Cứu, cứu giới. Cứu. Lùi ra sao? Lùi ra đi, lùi ra. Lùi ra, cho xe vào. Xe cứu hỏa đã tới rồi. Tới rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Tôi đây, bạn cứu tôi đi. Cứu tôi. Ở đây. Dự tính có khoảng 40% kiến trúc gạch nung bị cháy. Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Để bớt cháy có lẽ tầng 3. Toàn bộ xe lắp thêm một ống nước. Cảm ơn. Ông ơi, ông đừng sợ. Thế nhất định sẽ đưa ông ra ngoài mà. Đi thôi. Nhanh. Thank you.
Ông đi đi mà kệ cháu. Đi đi. Tôi đi gọi người. Đi mau đi. Cứu tôi với. Nhanh. Nhanh lên. Chúng tôi ở đây. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Chúng tôi ở đây. Cứu với. Mau qua đây. Nào cứu thử. Đi mau. Đi đi, đội y tế sắp có người bị thương ra rồi. Đi nhanh lên. Cẩn thận đó. Được. Đồng chí lính cứu quả. Đi. Nào nào, nhanh lên. Vừa có một cô gái vì cứu tôi mà bị kẹt ở trong đám cháy rồi. Mọi người mà đi cứu cô ấy đi, nhanh lên. Ở đây còn có ai không? Có. Phùng Triết, cậu đưa máy ra ngoài trước đi. Tôi lên cứu người. Rõ. Đi. Anh lên cẩn thận nha. Ừ. Sếp nhỏ, Diệp Băng, cô có trong này không? Diệp Băng. Diệp Băng. Cô có trong đó không? Sếp nhỏ. Sếp nhỏ. Sếp nhỏ. Diệp Băng. Diệp Băng. Diệp Băng đừng sợ, tôi tới rồi. Đừng sợ. Mình về đi thôi. Xông lên.
Nhanh lên. Nào, dì quấy lên. Đi, chậm thôi, dì ba không sao chứ. Cố gắng lên. Nào, vào đi. Đừng. Cẩn thận đó. Đừng. Dì ba, tôi không được có bệnh hệ gì nha. Nhìn lên. Nào, ấm nước ở đằng kia. Cô nói cái này lại đi. Hạ Học Minh, tại sao? Cứu gỗ, tại sao cái gì cơ? Tại sao ông không phối hợp với cảnh sát điều tra? Có phải tự động đã biết hắn là ai mà vẫn luôn che giấu không? Giờ thì ông thấy rồi đó. Suýt nữa thành hại chết bao nhiêu người chúng tôi. Cứng họng rồi phải không? Trong lòng ông thì mới là quan trọng nhất. Mạng lưới cứu quả và công nhân bọn tôi chả là cái thái gì. Tôi cho ông biết, chuyện này ông chưa xong với tôi đâu. Khúc gỗ à, anh đừng nói chuyện với bố em như thế. Trân Trân, anh không nhắm vào cá nhân ai cả. Anh đang nói những lời này với vai trò là một lính cứu quả. Bố. Bố. Chuyện này là sao đây? Trân Trân, có những chuyện con cũng nên biết rồi. Thay thuốc xong rồi để cô hãy tập trung nghỉ ngơi đi. Cái vấn đề gì thì gọi tôi nha. Cảm ơn cô. Sếp nhỏ, hình như từ hồi gặp tôi, cô chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp. Lần trước thì bị thương ở cổ, lần này thì suýt mất cả mạng. Tôi chỉ ước mình có thể nằm đây thay cô. Có thể với cô mà nói, gặp tôi hoàn toàn chỉ là tình cờ. Hơn nữa còn thấy tôi rất phiền phức. Nhưng đối với tôi thì cô là món quà vô cùng quý giá ông trời trao tặng. Thực ra tôi cũng không biết rốt cuộc mình thích kiểu người gì. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã thấy cô vô cùng xinh đẹp. Cô giận cũng đẹp, không giận cũng được. Ngay cả giờ này cô lặng lẽ nằm ở đây, tôi thấy cũng đẹp lắm. Tôi thực sự cực kỳ cực kỳ. Anh là bấm cái gì vậy? Tôi có là bấm cái gì đâu chứ. Sao hả? Em nghe thấy mà gì mà đẹp chứ không đẹp. Ai cho cậu nghe trọng tôi nói chuyện? Em vô tình nghe thấy mà. Thế mà vô tình xong cậu đứng ở ngoài cửa còn gì. Nhưng em có cố tình nghe đâu. Giỏi thằng Trâm này. Tôi nói mà cậu cũng dám nghe. Chị tỉnh rồi hả? Tôi muốn uống nước. Chị, ờ được rồi. Nào nào. Chị à, em nói chị nghe. Hôm qua làm anh em sợ gần chết. Anh em mới về theo bộ quần áo, còn chưa kịp rửa mặt đã tới đây rồi. Ở đây với chị cả đêm luôn đó. Nói cái đó để làm gì? À phải rồi anh, chẳng phải anh có chuyện muốn nói với chị em sao? Tôi làm gì có chuyện gì muốn nói với chị cậu? Sếp nhỏ, thực ra Diệp Băng, nghe nói tới qua em bị ngất xỉu, có bị thương không? Chỉ hết phải ít khối thôi, không sao. Tôi đến sai thời điểm mà.
Anh tự biết là tốt rồi. Đừng có nghe nấy nó linh tinh. Có chuyện gì sao? Diệt Băng, vụ phóng hỏa hàng loạt của tập đoàn Hạ Thị đã lập hồ sơ điều tra chính thức, mà em là nhân chứng duy nhất của vụ án này. Bọn anh cần em phối hợp điều tra. Em nhận được cuộc gọi của Hạ Trân Trân. Cô ấy nói bị hung thủ hâm dọa, tuyên bố vụ quán quản thứ hai sẽ xảy ra ở ký túc xá nhân viên phía đông hạ thành của tập đoàn Hạ Thị. Nên lúc đó em đã bắt xe tới đó ngay. Em bắt xe từ chỗ nào? Em ở nhà của một cô tên là Hứa Mang. Sao lại ở cùng với Hứa Mang? Tôi đang điều tra thu thập chứng cứ. Được rồi, em nói tiếp đi. Sau khi em đến hiện trường có quạng, đã nhìn thấy gì? Có lẽ em đã nhìn thấy hung thủ. Sao dám chắc người em thấy chính là hung thủ? Em cách hắn không đến nửa mét. Người thấy ở trên người hắn có mùi lưu huỳnh nồng nặc, rất nhức mũi. Chắc hung thủ phải nằm lòng kết cấu của ký túc xá nhân viên. Lúc em mới tới nơi thì đúng lúc xảy ra vụ nổ. Điểm bốc cháy đầu tiên chắc là nhà kho chất đầy giải sơn. Được, em nhớ kỹ lại xem còn chi tiết gì. Lửa lan với tốc độ rất nhanh, nếu đi tìm ngay bây giờ chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của chất dẫn cháy. Thường thì nhà kho ít người lui tới, giải sơn còn là một vật dễ gây cháy, chứng tỏ tội phạm có kiến thức phòng cháy chữa cháy nhất định. Thông qua hai điểm này, em có thể khẳng định hung thủ là người phụ trách an ninh của tập đoàn Hạ Thị à? Alo. Được, tôi về ngay. Có chuyện gì vậy? Hà Học Minh báo án rồi. Đội trưởng Hà, bật hết thiết bị giám sát chưa? Dạ rồi. Đội trưởng Hà, mình đã có xét hỏi tội phạm, có cần phải làm thế không? Có những người không dơ dao mổ, nghiệp vẫn nặng nề. Chuẩn bị đi. Dân. Đúng. Dù hội đồng quản trị có phản đối thế nào, cũng phải đảm bảo quyền lợi cho những người bị thương. Được rồi, tôi còn việc. Ông Hạ, mời ngồi. Cảnh sát Hạ, cậu gọi tôi đến đây. Coi tôi là tội phạm thật đấy à? Ông Hạ, xét hỏi tội phạm thì không nhẹ nhàng như thế này đâu. Thế nên, hy vọng ông chịu khó phối hợp. Dù sao, vụ phóng hỏa lần này cũng khá nghiêm trọng. Cảnh sát Hà, trước hôm qua tôi cũng như cậu, không dám kết luận tên tội phạm đó là ai. Tôi là doanh nhân, không phải thánh. Đổi là cậu cũng sẽ lựa chọn như tôi thôi. Nhưng không phải ai cũng điềm tĩnh nổi như ông đâu. Tập đoàn Hạ Thị gồm đến cuộc sống gia đình của mấy vạn con người. Một khi Hạ Thị chúng tôi mà sập, thì họ sẽ mất đi nguồn cung kinh tế duy nhất. Dù có thế nào tôi cũng phải chèo chống. Ông Hạ, hôm nay ông đến đây, thiết nghĩ là để chấm dứt chuyện này nhé. 10 năm trước, tôi đã gây ra một sai lầm to lớn. Chuyện đó liên quan đến vụ phóng hỏa lần này sao? Năm đó, tôi đã ngoại tình. 10 năm trước là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời tôi. Công ty tôi đứng trước khủng hoảng tài chính khổng lồ. Nếu không huy động được thêm vốn, thì tập đoàn Hạ Thị sẽ có nguy cơ giải thể. Nhà giàu còn gặp mưa dai dẳng. Vợ tôi cũng bị ung thư gan. Giờ đúng lúc đó, bác sĩ sao rồi? Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật, nhưng tế bào ung thư có thể di căn bất cứ lúc nào. Người nhà các anh phải chuẩn bị tinh thần. Hạ Thị khủng hoảng tài chính nặng nề.
Sức khỏe của vợ tôi ngày càng xa xuất. Tôi không thể hy trụ thêm được nữa. Anh làm gì vậy? Muốn chết hả? Muốn làm gì? Mày muốn làm gì đây? Thôi đi. Mày muốn làm gì hả? Nè đi thôi, kể đi. Lần sau liệu hồn đó. Cái loại này anh cứ mặc kệ đi mà. Dạo có thời gian tôi thê thảm nhất. Tôi đã gặp được Phương Phương. Phương Phương là nút thắt duy nhất tôi dùng để trốn tránh thế giới này. Thực ra mối quan hệ bí mật đó diễn ra không lâu. Bố, tôi đã ý thức được mình sai rồi. Có hình có chụp này, nhưng đã quá muộn màng. Đẹp của hắn, tôi vẫn luôn tưởng Phương Phương không có gia đình. Cho đến một ngày, chồng cô ấy đến tìm đến tận cửa. Mình chụp tiếp thôi mẹ. Để tháng sau nha. Tháng sau anh tính đưa em. Hạ Học Minh, Trương Hữu Cương, gọi đến đây làm gì? Thằng khốn nhà mày ngủ với vợ tao. Hữu Cương, anh nghe em nói đi. Vợ cậu, ai là vợ cậu chứ? Học Minh, đừng có giả ngu với tao. Hữu Cương, cuộc hôn nhân của chúng ta không hề có tình cảm. Em không còn yêu anh nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa ly hôn mà. Hữu Cương, bảo vệ đâu? Hạ Học Minh, em không yêu anh. Hạ Học Minh, mày chưa xong với tao đâu. Chưa xong chuyện đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi lại có kết thúc như vậy. Phương Phương và Trương Hữu Cương vẫn luôn là vợ chồng. Như công ty quy định cấm nhân viên yêu đương. Họ giấu tất cả mọi người chuyện kết hôn. Chuyện này là một vết nhơ lớn trong cuộc đời tôi. Tôi cứ tưởng chuyện đó sẽ qua đi rồi. Nhưng không thể ngờ được. Hôm đó tôi nhận được tấm ảnh này. Cảnh sát Hà, một công ty tập đoàn như chúng tôi, một khi đã ấn định mô hình an ninh thì sẽ giữ nguyên trong thời gian dài. Trương Hữu Cương làm đội trưởng an ninh ở tập đoàn tôi suốt 10 năm. Không ai nằm lòng sơ hở trong khâu an ninh của tập đoàn hơn hắn. Đây là toàn bộ thông tin về hắn trong khoảng thời gian nhậm chức. Dân, cảm ơn ông đã phối hợp. Tôi sẽ cử người bảo vệ ông 24/24. Cảm ơn. Tôi vẫn muốn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông đổi ý vào phút chót? Một người cha giữa ngoài có khốn kiếp cỡ nào thì cũng muốn làm một anh hùng trước mặt con gái. 10 phút, trích xuất hết thông tin về người này cho tôi. Dương, cục trưởng đã xác định xong thân phận của nghi phạm. Hơn nữa chúng tôi đã nắm được toàn bộ thông tin. Tốt, thành lập ngay tổ chuyên án phụ trách vụ phóng hỏa hàng loạt của tập đoàn Hạ Thị. À phải rồi, phối hợp với bên phòng cháy chữa cháy nữa. Chúng ta mở một cuộc họp. Dân, Tiểu Diệp, đúng lúc tìm cậu, đi theo tôi. Đội trưởng đi đâu vậy? Đến nơi tôi sẽ nói. Đi. Theo lời truyền thuật của người trong cuộc Hạ Học Minh, ông ta nhận được một bức ảnh chụp chung với người tình là Phương Phương từ 10 năm trước. Mà chồng của Phương Phương từng làm đội trưởng an ninh 10 năm ở tập đoàn Hạ Thị. Đúng vậy. Thông qua dấu vết thiêu quỷ trong hai vụ hỏa hoạn và chứng cứ ở hiện trường, nghi phạm có kiến thức phòng cháy chữa cháy nhất định. Bây giờ chứng cứ đã đầy đủ, có thể tiến hành bắt giữ nghi phạm rồi. Trân Trân đã biết chuyện này chưa? Bây giờ tôi còn không liên lạc được với cô ấy.
Anh Trương, cơ bản đã xác định được thân phận của nghi phạm, vụ này nên khép lại rồi. Được, tôi tuyên bố lập tức bắt giữ nghi phạm phong tỏa hàng loạt Trương Hữu Cường. Hà Nhiên, cậu đi đi. Dừng. Cục trưởng, đội trưởng Hà, nghi phạm phong tỏa Trương Hữu Cường bây giờ đã... Đừng cuốn, nói từ từ thôi. Hắn tự thú rồi. Hà Nhiên, cậu đi xem sao. Dừng. Đội trưởng Trương, tôi cũng đi xem. Được. Trói rượu. Cô Hạ, hôm nay cô đã uống nhiều quá rồi. Uống thêm nữa em là không về nổi nhà đó. Về nhà. Tôi làm gì có nhà. Về nhà. Hài thật. Rót rượu. Cô Hạ, hôm nay cô uống nhiều quá rồi. Hay là tôi gọi taxi đưa cô về nhé. Phim được thuyết minh bởi tv2.org. Là cô ấy mà. Chuyện của cô ấy làm sao anh biết được? Anh giải thích rõ ràng cho em. Em nên đi hỏi cô ấy đi. Đó là hành vi của trai điểu, vô trách nhiệm. Đội trưởng Hà, đưa vào. Anh dạy trước nhé. Dừng. Lạ quá, nhìn thì đúng người này, nhưng có cảm giác sai sai chỗ nào đó. Thiên Lạc, chờ chị ở phòng kỹ thuật nha. Có gì cần tìm em đi. Đàn ông chẳng có tên nào là tử tế cả. Khốn kiếp. Khốn. Nó nãy rồi, đã lâu rồi. Được rồi, món của anh chị đã đủ rồi đó. Ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Khi Thành, đừng làm nữa. Mày nấu canh cá này. Mang chị quay nhanh lên đi. Đi đi. Anh lưu sách nhỏ.
Tôi với chị Trương chuẩn bị ít canh cá cho cô. Giờ mang qua cho cô luôn nha. Cô chờ tôi một tiếng có được không? Canh cá à? Cảm ơn anh và chị Trương. Hay là tôi không có lọc ăn rồi. Tôi đang ở đơn vị của anh đây. Vậy là vụ phóng quả tập đoàn Hạ Thị. Vụ phóng quả?